Hiện nay, thị trường điện mặt trời áp mái đang phát triển mạnh mẽ. Việc giúp người dân tiếp cận điện mặt trời được xem là một giải pháp thông minh, tiết kiệm chi phí cho người dân, cho xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Tháng 12 năm 2018, thực hiện các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Sản xuất Thiết bị Đo Điện tử Điện lực Miền Trung xây dựng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thiết, thành phố Quảng Ngãi. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thiết gồm 14 tấm pin, công suất hệ thống là 5 kWh, sản lượng điện bình quân là 20 kWh trên ngày. Công trình do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tài trợ, Trung tâm Sản xuất Thiết bị Đo Điện tử Điện lực Miền Trung tư vấn thiết kế, thi công với tổng giá trị 140 triệu đồng. Có thể nói rằng hệ thống pin năng lượng mặt trời là mới đối với nước ta. Việc được lắp đặt tại một cái trường trung học phổ thông chuyên Lê Thiết như chúng tôi thì phải nói là đưa đến rất nhiều những cái tiện ích. Có thể thấy rõ, tiện ích đầu tiên đó là tiết kiệm được một nguồn kinh phí đáng kể. Cái điểm thứ hai là nhập ra những trường hợp cái sự cố mất điện thì đây chính là cái nguồn năng lượng dự phòng tốt nhất. Và thứ ba, trong một môi trường giáo dục thì không có gì hơn là giáo dục cho các em bằng các viên là cái trực quan sinh động. Các em nhìn vào cái việc sử dụng pin năng lượng mặt trời như một cái nguồn năng lượng xanh, sạch, góp phần để bảo vệ môi trường một cách hiệu quả nhất. Với mức giá dưới 23.000 đồng một wattpeak như hiện nay, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái các gia đình có thể hoàn vốn ngay trong vòng 5 năm và sinh lợi trong 20 đến 25 năm. Vì vậy, việc sở hữu hệ thống điện mặt trời với chi phí hợp lý đang được nhiều gia đình lựa chọn. Ngay khi có ý định xây nhà, anh Nguyễn Văn Hiệu đã tìm hiểu về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho chính gia đình mình. Hệ thống điện mặt trời áp mái tại gia đình anh Hiệu gồm 12 tấm pin, công suất là 4 kWh, sản lượng điện bình quân 16 kWh trên ngày. Trước khi làm nhà, mình có tìm hiểu sơ qua về sử dụng pin năng lượng mặt trời trong gia đình. Thì theo tư vấn thì họ cho biết là sử dụng pin năng lượng rất là lợi trong khi sử dụng. Trong quá trình xây dựng nhà, nhà tư vấn sản xuất đánh tư vấn và cho lắp đặt 14 mét vuông, tương đương với 4 kg. Qua 3 tháng sử dụng và theo dõi thì hệ thống lưới điện năng lượng mặt trời sẽ đưa lên lưới được 150 kWh trên giờ. Như vậy thì hàng tháng gia đình mình đã giảm đi được cái tiền điện là cỡ khoảng 50%, và dự kiến trong 5 năm sẽ là thu hồi lại vốn. Trong khi đó thì lưới điện mình được sử dụng là hơn 10 năm. Như vậy gia đình mình sẽ đầu tư hệ thống này sẽ lại được 15 năm sử dụng. Về thực hiện chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái của nhà nước thì công ty lượng đã sẵn sàng. Công ty chúng tôi cũng đã báo cáo với ban tỉnh và ban hành các hướng dẫn về đấu nối. Thì nay chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho việc hướng dẫn công tác đấu nối rồi lắp công tơ hai chiều, ghi nhận các chỉ số phát điện dưới để chuẩn bị áp dụng việc mua bán điện theo thông tư 05 năm 2019 của Bộ Công Thương. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp giảm chi phí điện tối đa cho gia đình. Điểm nổi bật của hệ thống điện này là khi có lượng điện dư không sử dụng, khách hàng có thể bán lại cho ngành điện. Chính vì vậy, sử dụng điện mặt trời không chỉ tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường mà còn được xem là giải pháp tiết kiệm điện năng đáng đầu tư hiệu quả trong thời điểm hiện nay.